Thưa quý vị, những ngày qua tại Thừa Thiên Huế, thời tiết nắng nóng kéo dài cùng với những trận mưa dông bất ngờ vào cuối buổi chiều đã làm thay đổi độ mặn của các hồ nuôi, kết hợp với một lượng lớn phèn trên bờ hồ tràn xuống, làm cho nước chua, lượng oxy trong nước giảm đột ngột đã gây ra tình trạng tôm cá chết hàng loạt tại các ao nuôi. Tôm chết tập trung tại các xã Quảng Phước, Quảng Công và thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, thiệt hại trên 10 ha với khoảng 120 vạn con giống. Ngoài nguyên nhân chính là do thời tiết, việc người dân mua tôm giống kém chất lượng từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Phú Yên về thả nuôi khi gặp thời tiết bất thường cũng đã khiến cho tôm bị nhiễm bệnh chết hàng loạt. Chi cục thú y tỉnh Thừa Thiên Huế hiện đã cấp phát hỗ trợ 20 tấn hóa chất chlorine cho các địa phương giúp người nuôi tôm dập dịch, ngăn chặn không để lây lan trên diện rộng. Cùng với đó, khuyến cáo người dân thay vì nuôi tôm hai vụ như trước đây, chuyển sang nuôi tôm một vụ chính trong năm để có điều kiện cải tạo ao hồ nuôi, ngăn ngừa dịch bệnh cho tôm nuôi.